Hello guys and hello everybody. Today I'm so excited that I'm going to show you guys about the next lesson in grammar use book. But số tên là ngọc ni thay đi nhưng tôi chỉ sẽ bật chặt mình tên rồi tôi quay luôn để mẹ ông ta ở số xuống thì ta đã biết chữ mày thì phải sai để hai mày có số xuống được bây giờ mà phải sai miền mày đã sai chưa sai ba chứ là đâu bao giờ mau ha nghe lại có trang miền bị nhôm đâu có nghe lại có trang mưa miền yên to bị nhôm chích cái to thì một miền yên tôi sẽ thay đi chẳng các bạn trong bài hai được học nghe tại tôi chỉ muốn những người điên to tại chân bài hai được học nghe tại tôi chỉ muốn những người điên tì hà sập tí lực nông sẽ thở nịt nhá và chẳng tại sao lại trong bàn mưa hay sao lại trong bàn an hay ấy tại tôi chỉ muốn những người điên tại tôi sẽ thở nịt chẳng các bạn tại tôi chỉ muốn những trường hợp người điên con bò tì mồi bún đại dương đi làm phi verb ing để tôi cho mùi nâng đại dương đấng hết hai thì tôi tới verb ing như nâng hai vị trí present còn là nhiều vậy ta phải lấy từ khóc nghe chẳng là bao nhiêu cho lại cái điều gì dữ tập tập đa nguyên cho mùi được nhóm để tôi cho mùi được người điên kỳ hai sạch phí đại dương phi verb ing ok tập tập đa là một tiền dương tâm từ lời từ mơ tra khiên là chương ba nằm ở xe áo cho nên là ọc nhiều mơ tại tâm chú mùi đừng vô ai chi dương tâm hay thả dương mắt đô tùm rộng viên thế này tùm rộng viên cứ nơi tỏ đại nơi quê là dương mình dạy về thả vô ai chi cứ dương to từ lời tùm rộng tì đại dương anh dạy bán thả tùm rộng tì nuối bông chú mùi lớn bông chú mùi tùm rộng tì tì đại dương mình dạy thả vô bông chú mùi nâng ai em chi ok và đôi tiếng tham ấy enjoy yes enjoy chẳng lấy thà là anh quên hết cư về môi tiết chắc mọi những điều vì enjoy enjoy yếm bông người anh chi cứ enjoy enjoy yếm chắc lấy phê thật do doing chắc mấy là phê thật do bông chú mùi nâng ai em chi cứ do doing chắc không cho mọi chú tư tên nếu bây giờ dương là dương phiên hà ing cứ dương xong ta từ lời present continuous form để dương nhiều khi tùm rốt tùm rốt present continuous và ta hãy cùng sự thân lý cái áo dương là nhiều khi verb ing cứ kia cho xong ta từ lời verb đại viên ta là cố phong sân an sạch chưa rắn đại viên ta là tha chưa rắn cứ dương bàn chai chỉ bây này cái nông dự đoạn bây này lắm cứ dương bàn chai chỉ chưa rắn a sạch nóng cứ dương nghĩa chóng chưa rắn a sạch hết nơi đi chơi bóng phải thì nào vậy đấy mà mình chẳng chiều ra đi bóng phải chơi play bởi dương nghề trong mọi người sai trở về nát mình chẳng về chiều ra với stand lên nông ta bị dỗ với stand lên bị dỗ bị dỗ với stand lên after đi go the last of sentence và the last cứ nơi thằng khỏi vô mình chẳng chỉ tu tới với nó stand lên cái lại học chi với stand lên cái lại work với stand lên cái lại học chi vậy là phân tách bóng phải bắt cung phân sân với bóng phải đi nào vậy thì bóng phải càng ok và mình chẳng cái lại đi cứ vô là mình vô một phía chờ bán đại dương mình vô một phía quên thất lịch mong thẳng cái đó đi phải vô ok tọc dương mơ từ lời example của mình look at this example I enjoy dancing cứ dân là vậy thôi ai dân cho bạn xin cứ dân là vậy thôi nhóm đi kế cho mùi những cá rõm nâng được rồi rõm nâng ok yes ca rõm tay nâng cứ dân gọi là vậy bạn thôi ai dân cho thì bạn thì dân gọi là vậy bạn thôi dân cho thì bạn thích phù hiếm tao cũng nói với tận đàn nhẹ như thế dân nghĩ với tận đàn lắm cứ dân gọi là vậy bạn thôi ai dân cho thì bạn thì ok và nhưng mới video một tiền would you mind closing the door? Chẳng đơn quyền closing the door. Nhưng chắc cả lại hình dụng nó cứ như vậy khá. Ta nhạc mình thả ai kê ấy, còn nhạc mình đọc can kê ấy. Đầu mình nhạc đầu thật của mình, nhưng mình tích bằng thế đầu thật. Bật vì của mình tích bằng thế. Mà, nhưng chắc người ca bắt bật vì, nhưng chắc cả lại nó cứ như vậy bán thôi. Mình cứ chỉ một thêm vừa bài anh chí, để dừng em vừa được chờ bán. Tại sao ta về vừa, closing mùa nhau ai ấy. Ing chúng ta cái lại nếu cứ dương vậy cũng phải cà bật thuyền chúng ta mới nên cái lại nếu cứ dương ba ba một triệu rắn cứ mà phân thân as và dương nghĩa vô ing là nó cũng chỉ phân thân as một triệu rắn được đấy
women có phải một ca một câu vật vì ấy thế nhất như đấy. Yes, chắc cứ là hiểu là phải là gì. Nó mãi thì closer từ từ dương anh về ban chờ thì nó cho anh về chờ thì về giống như yếu nhưng khó thở như đấy. Và nhưng chớ à vậy thì ra cũng phải đăng một tí nông cho lọt người đi thì hai sinh viên cứ nên tập làm thế để cho mình có hai được học nhé. Cái tôi thì muốn được verb ing cái này nó ngay cái bàn kia một phải mình chân bàn kia là xây mình chân thì tôi tới thì về dương nhiều khi verb ing với tay là đấy thì to cái tay là nên thu phí và hàng tuần tiếp nguyên verb ing hay là mình học học chỉ chạy con tay nó về lại ý vì mình là sau khi các bên là verb với verb chuyển mình chân như mặc dù lại lần và hai tôi chỉ mình mà trong khối đó thì nó là tháng cứ nó bị dồn lại ý cứ như là dễ ra là phải pha pha ing cứ nó thành của ing nắng verb ing nắng thì lại ing nắng bây giờ mình về thì dương là xe tiết cứ kia mình mềm pha pha thùn tì cứ ọc nên pha pha thùn tì nè cứ nó thu dữ này cứ ọc nên thu tì cứ dương là lại thu ban thêm là cảnh khỏi với đầu nè và cứ dương nghĩa là vì use ing not use to hay bằng ing mềm như anh nghĩa tán thì dương enjoy thu tàn nền tì thu enjoy thu tàn tì nền tì nè cứ dương là đảm chân tì cho lấy và cứ enjoy thu enjoy đắm sinh tầm đồ ok mà anh chân cứ that's all for me guys mà anh chân sau mà luôn làm đến cứ nhau về lại mình còn lắm được bạn hai được học nhé bây ta tại cái này nhé cứ dương nhiều phi chỉ chỉ run như thế mà anh chân còn mình vừa phi đưa cô người ta nhà mình vừa style phi nhì nhì bằng tay là những cứ nguyên phan sơn ăn sọ học chít đại dương bọc hàng các bên cứ chỉ một phen chỉ run học học chỉ ok mà chân và vai là hai cái tha viên viên là chạm hai người ta tay kim cương và hai đấy cứ viên là bằng đằng thế chân và vai một hòn nhau nên kim cương là mát sâu hơn thì hơi được khá hay sao vậy nhá sâu chưa mi sấy thì coi không chưa thủng mẩn xưa nhóm được nó sụp ở YouTube của nhóm mà ok và chân là all that of me that's all for me thank you for watching my video I can come tha long for me nhưng mà không ai đó nên ai cứ là cả người bạn còn mình sẽ thể hiện mát và người ta để họ cũng làm không chân là sẽ để bọc mà đây nè và chân cho mọc luôn hay cái tôi mình chia sẻ qua thì mình có khác được mình mình đang là mình càng càng làm bao nhiêu mà kiếm được một mà và chân là ở phần nhất thì nó nhé thank you for watching my video see you in another video.